Đấy, game xe đúng không? Đấy, các bạn thì thấy là đối với mình là chơi game nó quá dễ, bởi vì các bạn văn phòng đấy như thế, anh em ở Khôi, Linh, rồi kể cả là Đức thì không có cửa, mình chỉ có một cái cửa là cửa sổ để nhảy ra khỏi đây thôi. Rồi, thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là màn thi đấu rất tuyệt vời thông qua một dàn máy khủng khiếp mình được gửi từ Taiwan Excellence. Đây là những sản phẩm được giải thưởng của Taiwan Excellence và nó bao gồm những gì? Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn và mình tin rằng nhiều anh em nhìn thấy chỉ chảy nước miếng thôi vì nó vừa xịn mà lại còn vừa đắt nữa. Rồi, hôm nay mình đang có ở đây bộ là Mass CPU Inwin BR36 All-in-1 và thùng máy tính Inwin 216 Pure White Edition và màn hình Acer Predator XB253 QGX và một số phụ kiện của Acer. Thứ nhất, chúng ta sẽ đến với bộ là Mass CPU Inwin BR36 All-in-1. Nó có cái quạt được thiết kế rất là đặc biệt trên khối nước để làm mát khu vực phía trên của bo mạch chủ UMA. Đặc biệt là quạt thổi tạo ra hiệu suất nhiệt cao hơn cho VRM và bộ nhớ cũng như là SSD M2. Quạt Luna Series AL120 được thiết kế đặc biệt để có hiệu suất làm mát tuyệt vời. Quạt có lưu lượng gió lớn, áp suất tĩnh cao giúp cho làm mát hệ thống nhanh hơn và đặc biệt là quá trình cài đặt của nó rất là dễ dàng. Đến sản phẩm tiếp theo đó là thùng máy tính Inwin 216 Pure White Edition. Nó sẽ có bộ xử lý đồ họa kép và hỗ trợ bo mạch chủ EATX 12 inch x 13 inch và có khả năng chứa nhiều thiết bị lưu trữ như 3,5 inch, 2,5 inch cùng lúc. Và đặc biệt là nó tối ưu tản nhiệt hỗ trợ cho đến 3 quạt phía trước, 2 quạt trên nóc và 1 quạt phía sau, giúp không khí lưu thông dồi dào trong case và tạo điều kiện cho cả hệ thống hoạt động trong trạng thái tốt nhất. Sản phẩm tiếp theo là màn hình Acer Predator XB253 QGX và các bạn phải hiểu rằng là đây là sản phẩm có độ phân giải Full HD, có năng hiển thị chuẩn 99% giải màu sRGB, đạt chuẩn hiển thị VESA Display HDR400. Nó có độ sáng lên đến 400 nit, gấp đôi màn hình bình thường và dễ dàng điều khiển thông qua cài đặt phần mềm Acer Display Widget. Màn hình có thể quay, xoay dọc, gập và điều chỉnh độ cao mang đến trải nghiệm thoải mái công nghệ Game View tối ưu. Về Gigabyte, mình cũng có mặt ở đây cùng với thùng máy tính Aorus PC kèm với lại cái màn hình gaming FE27QX. Đầu tiên đến với cái thùng máy tính Aorus PC này, bộ máy sử dụng bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 11 Core i9 11900K và card đồ họa đó là Aorus GeForce RTX 3080 Extreme 10GB, sẵn sàng cho mọi tác vụ nặng nhất của các bạn luôn. Trang bị bo máy chủ là Z590 Aorus Master với các tính năng như sau. Thứ nhất là các bạn sẽ rất là mạnh mẽ này, cung cấp băng thông PCIe 4.0 sẵn sàng cho cả card đồ họa và SSD thế hệ mới. Bộ máy trang bị chúng ta là SSD Aorus Gen 4 7000S SSD 1T, đây đang là SSD có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện tại luôn. Và toàn bộ các linh kiện từ tản nhiệt này, chassis, nguồn đều đến từ Gigabyte, cung cấp giải pháp đồng bộ tuyệt đối cũng như là hiệu năng và thẩm mỹ cho chúng ta luôn. Đi kèm với đó là một cái màn hình gaming cùng đẳng cấp để có thể trải nghiệm được. Sản phẩm Aorus FE27QX với độ phân giải của nó lên đến 2K, sử dụng tấm nền là Super Speed IPS, tần số quét là 240Hz. Nó có cái độ phản hồi chỉ là 0.3ms, cho trải nghiệm gaming rất là tuyệt vời, đặc biệt là sử dụng làm 10 bit màu. Độ chính xác màu cực kỳ cao, 100% Adobe RGB Delta E 0.6 đáp ứng cực kỳ tốt cho các nhà sáng tạo nội dung. Về laptop thì là một cái tên quá quen thuộc bởi vì bọn mình đã review rất nhiều, đó là laptop Acer Nitro 5. Thì chế độ bảo hành 3S1 là một trong những chế độ rất là nổi tiếng của Acer, tức nghĩa cho phép ta sửa trả lại trong vòng 3 ngày, tức nghĩa là tính 72 tiếng từ lúc nhận máy, bao gồm thứ Bảy và Chủ nhật. Nếu trong vòng 3 ngày không trả được thì các bạn sẽ được đổi máy mới luôn, quá tuyệt vời. Nhờ chính sách này mà Acer được rất nhiều các game thủ yêu thích tin dùng. Về bộ tản nhiệt thì Nitro 5 được trang bị quạt đôi và nó trang bị khả năng làm mát với công nghệ độc quyền là Acer CoolBoost, thiết kế 4 cổng thoát khí. Đặc biệt là công nghệ Acer CoolBoost thì sẽ tăng tốc độ quạt lên 10% và làm mát CPU, GPU lên 9% so với chế độ tự động. Về cái con chip của nó chắc chắn là trang bị đó là sự tổng hợp của vi xử lý Intel Core i7 thế hệ thứ 11, GPU NVIDIA GeForce RTX 30 Series. Sẽ có tốc độ tối đa và bộ nhớ lớn với 2 cái cắm cho M2 PCIe, SATA SSDS và có khả năng nâng cấp lên đến 32GB RAM DDR4 3200. Và về màn hình để chơi game thì cần gì? Chúng ta sẽ có một cái màn hình Full HD IPS 17.3 hoặc sẽ kích thước khác là 15.6 inch giúp tận hưởng chơi game mượt mà cũng như hình ảnh sắc nét. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một trong những sản phẩm rất khủng khiếp, nghe cái tên đã thấy choáng rồi mà game thủ nào cũng sẽ thèm. Đó là dàn máy PC MSI Godlike. Để trải nghiệm sản phẩm đỉnh cao công nghệ cùng sự đồng bộ mang tính thẩm mỹ cao và độ bền bỉ ổn định tuyệt vời nhất, dàn PC MSI Godlike này là tập hợp cho các bạn thấy là toàn những tinh hoa công nghệ hàng đầu trên thế giới. Đây không còn là dàn máy tính chơi game nữa mà nó là đẳng cấp về sự đam mê mãnh liệt về phần cứng máy tính của người sở hữu và chắc chắn là các bạn phải có số tiền không hề nhỏ. Chúng ta sẽ có bo mạch chủ MSI Z590 Godlike Flagship, MSI MEG Z590 Godlike đại diện cho đỉnh cao của chipset Intel Z590 với tính thẩm mỹ đi cùng với hiệu năng cao và độ ổn định tuyệt vời trong điều kiện chơi game khắc nghiệt. Sử dụng những tính năng mang thương hiệu như là khả năng ép xung kỷ lục thế giới này, tích hợp màn hình OLED này,
trang bị lớp giáp lớp bảo vệ cứng cáp cho Maybot cả mặt trước và cũng như là mặt sau. Đi kèm với đấy là một cái màn hình MSI Optic MAG274QRF. Đây là màn hình đầu tiên tại Việt Nam. Mình nhấn mạnh cho các bạn là đầu tiên dùng tấm nền Rapid IPS với tốc độ phản hồi nhanh gấp 4 lần so với tấm nền IPS thông thường. Màu sắc, độ sắc nét, độ tương phản đều được cải thiện một cách rõ rệt. Kích thước của nó đây là 27 inch nhưng sẽ có cái màn hình lên tới là 2K kèm với tần số quét 165Hz kết hợp với công nghệ Nvidia G-Sync. Đây là màn hình hoàn hảo cho các bạn vừa chơi game, xem phim, giải trí sau giờ làm việc căng thẳng. Ôi, thằng này là quan trọng. Ôi, anh Bình. Nói đi. Sau khi anh sử dụng mấy cái sản phẩm của Taiwan Excellent trong cái dự án Sống Nguyện Ý thì anh có cảm xúc gì đặc biệt không? Cảm xúc đặc biệt à? Nói chung là có rất nhiều sự tiếc nuối. Từ nay đến bây giờ anh vẫn nhận được các cái email hàng ngày của Taiwan Excellent. Tại vì là hàng năm ngày xưa nếu mà không có Covid ấy, là năm nào anh cũng đi sự kiện này. Mà đã lắm, tại vì mình sẽ đi đến một trong những cái trung tâm rất là lớn, lớn nhất của Đài Loan luôn. Sau đó là sẽ có các gian hàng của các nhãn hàng. Mình sẽ đến thăm này, trải nghiệm, review các sản phẩm, up video về nhà. Nói chung là lúc đó có nhiều cảm xúc hơn. Nhưng mà hiện tại thì do Covid mình cũng cảm thấy cái hay đó là các nhãn hàng cũng quan tâm Việt Nam. Các sản phẩm vừa rồi toàn là sản phẩm mới mà được giải thưởng này, do đem về đây trưng bày là chúng ta có cơ hội review trải nghiệm luôn. Nói chung cũng hay. Vậy thì cái cuộc sống nguyện ý của anh thì như thế nào nhỉ anh Bình nhỉ? Sống nguyện ý à? Sống nguyện ý là như thế nào à? Đối với mình sống nguyện ý ngày xưa đó là chỉ cần thi đậu đại học, kiếm một công việc nào đấy đơn giản sống qua ngày. Nhưng sau đó là cộng tác viên với lại các trang, sau này ngày nào cũng có cơ hội được sử dụng và review điện thoại. Nhất là hồi đấy ao ước được sờ mấy con điện thoại flagship. Sau đó khi làm rồi thì ước được mời đi sự kiện khắp thế giới này nhưng mà trên tay sản phẩm mới nhất. Bây giờ em sẽ có một thử thách cho anh. Để chứng tỏ là anh là một người am hiểu công nghệ thì em sẽ bịt mắt anh lại và anh sẽ sờ những cái món đồ đấy, xem là những món đồ đấy là món đồ gì nhá. Ok. Bịt mắt đúng không? Bịt mắt đây. Nhưng có được hít thở. Có chứ. Thở. Anh, nếu anh cảm thấy nhịn thở được thì cứ nhịn. Ui này, thiếu thơ thì ta khó thở, ta chỉ cần thở là biết là đấy là cái gì luôn. Đeo kính lên cho dễ nhìn. Nhưng mà nó ở đâu? Ok, cái thằng này. Ở đâu? Bên trái, bên trái. Bên trái gì? Nhìn không? Ui, màn hình này công nhận nhắm mắt vào vẫn nhìn thấy là đẹp thật vì nó thể hiện một màu đen rất sâu. Như kiểu là màn hình OLED đấy. Cây máy tính chắc chắn vì hai cái này phải đi kèm với nhau. Chứ bây giờ chỉ có mỗi màn hình thì làm sao mà nó hoạt động. À đúng rồi, trên này là có cái tai nghe. Ok, đây là tai nghe nhá. Cái máy tính này. Nhưng cái máy tính này thì không thể sờ được là linh kiện nó trông như nào. Ui, mặt trước bằng kính. Đẹp. Chắc chắn. À, lại bàn phím tiếp. Nhìn phân biệt đây. Âm thanh vang lại này chắc chắn là một chiếc laptop. Thấy không? Đấy. Đây là âm thanh của laptop khi nó vang lại nghe nó đanh lắm. Rồi. Cạnh là gì? Bàn phím nữa. Vẫn là laptop bởi vì cái bàn phím này nó rất là êm ái nghe cái. Đây, bàn phím máy tính nó sẽ kêu thế này. Bàn phím laptop nó như thế này. Đấy, nên mấy thằng mà ở nhà mà ngủ trưa mà có bàn phím này hay bị ăn đấm lắm này. Nên phải chuyển sang gõ laptop nó êm hơn. Nhưng đây là khả năng là laptop gaming. Cảm giác gõ phím của nó vẫn tốt nhưng mà rất êm. Hai con này đều là gaming thì phải. Thế như hết rồi đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ tháo đó. Ủa ơi, như ma cà rồng ấy. Nào, đấy, bên này là một chiếc laptop gaming. Các bạn thể nhìn thấy của MSI. Đây cũng là một chiếc laptop gaming khác nữa. Và cuối cùng là một bộ PC dùng để chuyên chơi game. Wow, quả có chuột này rất là ưng này. Quả chuột này là một trong những chiếc chuột đem lại cảm giác chơi game rất đã. Đặc biệt anh em nào mà hay chơi mấy cái đồ bắn súng, còn mình chỉ đánh đế chế thôi. Bây giờ thì mình sẽ trên tay cả ba sản phẩm này cho anh em xem là rốt cuộc nó có gì hay nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi lần lượt từ trái qua phải cho anh em xem. Đầu tiên là một chiếc laptop MSI Pulse GL76 Notebook. Mẫu sản phẩm này được thiết kế bởi Martin Verhoeven, nhà dựng hình kỹ thuật số và vô địch thế giới ZBrush. Lấy phong cách viễn tưởng, các bạn thấy là lớp vỏ kim loại màu xám titan và các đường viền của nó làm góc cạnh, phỏng theo phong cách giáp chiến đấu viễn tưởng. Hiệu năng của nó thì cực kỳ ấn tượng với vì xử lý là Intel Core i7 thế hệ 11. Nó có 8 nhân mới nhất, cao hơn tới 40% so với thế hệ trước. Và các đồ họa tích hợp cũng sẽ là Nvidia RTX 3060. Màn hình là một trong những yếu tố quan trọng nữa thì nó sẽ kích thước là 17,3 inch. Thì nó có hoàn toàn phục vụ được cả nhu cầu các bạn là giải trí hay các bạn làm việc đều được. Với tần số quét lên tới là 144Hz và màn hình đạt gần 100% sRGB. Sẽ cho tốc độ mượt mà và màu sắc cụ hình hoàn toàn là đầy đủ luôn.
Về tản nhiệt là một trong những yếu tố cũng quan trọng dành những chiếc laptop như thế này, thì nó trang bị hệ thống là Cooler Boost 5 đã được cải tiến bằng cái việc là làm mỏng thành ống đông, giúp tăng thể tích không khí lưu thông của máy và đảm bảo được máy hoạt động mát mẻ trong thời gian dài. Và đến với chiếc laptop thứ hai cực kỳ ấn tượng mà chúng ta cũng rất bất ngờ khi nó xuất hiện tại Việt Nam. Đây là mẫu laptop Gigabyte Aero 15 OLED. Các bạn phải hiểu rằng là không chỉ đạt được về sự cân bằng hiệu suất cao và tính di động, điều quan trọng đối với nhà sáng tạo mà nó còn sử dụng đó là CPU mới nhất tích hợp là Thunderbolt 4, hỗ trợ SSD PCIe Gen 4 thế hệ mới cũng như là Wi-Fi 6, dẫn đến sự cải thiện đáng kể về hiệu suất cũng như tốc độ truyền. Ngoài ra, các cái máy tính xách tay của Aero mới sở hữu là màn hình hiệu chuẩn được chứng nhận hàng đầu thế giới. Ngoài quy trình hiệu chuẩn MOX-Ride độc quyền, dòng sản phẩm này đã được đạt chứng nhận đó là Pantone Validated, tạo ra máy tính xách tay Aero với hình ảnh hấp dẫn nhất trên thị trường, mang đến cho tất cả những người dùng sáng tạo một hành trình sáng tạo mượt mà và đầy màu sắc hơn. Trong thị trường máy tính xách tay đầy cạnh tranh hiện nay thì dòng Aero như các bạn đã thấy ở đây nhắm đến phân khúc riêng dành cho các nhà sáng tạo, với việc cung cấp lợi thế là màn hình OLED cùng hiệu chuẩn màu kép duy nhất được chứng nhận trên thế giới và hiệu suất cực cao. Các bạn thấy là màu đen của nó rất là sâu, nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh cũng như là đáp ứng đúng nhu cầu của cái nhóm đối tượng này. Ok, bây giờ đến với lại sản phẩm cuối cùng như các bạn nhìn thấy ở đây là một cái thùng máy Thermaltake Divider 300 TG Mid Tower Chassis. Kèm với đó là mình sẽ có một cái màn hình của BenQ Mobius Monitor EX2510 và ngoài ra còn có các phụ kiện khác của Thermaltake, thậm chí là có cả bàn rê chuột. Thermaltake mang đến cho một thiết kế với kiểu dáng đầy pha cách giữa open frame và các bạn thấy là phong cách tower truyền thống để tạo nên một chiếc thùng máy Divider 300TG. Một trong những điểm nhấn của thiết kế là sản phẩm Divider 300TG có hai cửa sổ kính cường lực 30mm sẽ có phía trước và các bạn thấy là có cả bên trái này. Điều đặc biệt của thùng máy Divider 300TG là nó sẽ có hai mảnh hình tam giác đối xứng nhau ở phía bên này bằng hai vật liệu hoàn toàn khác nhau, tức nghĩa là bằng thép và cũng như kính cường lực. Các tấm này thì rất dễ dàng tháo lắp mà không cần dụng cụ như là tua vít. Về phần kính cường lực của Divider 300TG thì nó sẽ dày hơn và cũng như là chống xước tốt hơn so với kính làm bằng chất liệu acrylic tiêu chuẩn. Phần cửa sổ kính cường lực tam giác thì có thể tháo rời từng phần chỉ bằng một thao tác mà thôi. Điều này giúp các bạn có thể dễ dàng nâng cấp vệ sinh dàn máy tính của mình. Về bộ lọc bụi cũng hết sức quan trọng thì Thermaltake Divider 300TG trang bị các tấm lọc bụi ở phía trước, phía trên và bên dưới nhằm ngăn chặn và cũng như giảm thiểu bụi lọt vào bên trong dàn máy của các bạn. Viền của các tấm lọc bụi này thì được gắn kèm nam châm vĩnh cửu cho nên các bạn sẽ dễ dàng dính chặt vào thùng máy tính của chúng ta. Thermaltake đã trang bị giá đỡ dựng dọc chiếc card đồ họa lên để có thể khoe được độ ngầu và cũng như dàn đèn LED cực đẹp trên chiếc card đồ họa của bạn, hoặc có thể đặt chiếc card đồ họa của bạn nằm ngang như bình thường chỉ với vài thao tác đơn giản mà thôi. Bây giờ thì sẽ đi đến với lại chiếc màn hình. Tất nhiên là đã muốn có một trải nghiệm đồng nhất thì các bạn phải có màn hình tương xứng về công nghệ. Màn hình BenQ này có mã là EX2510, màn hình với công nghệ video âm thanh tiên tiến phù hợp cho cả cái việc các bạn là sử dụng cho người chơi bình thường lẫn các cái game thủ chuyên nghiệp. Kích thước ở đây sẽ lên tới là 24.5 inch, tấm nền IPS, độ phân giải của nó sẽ là Full HD. Tốc độ làm mới của nó là 144Hz và có 1ms MPRT, tức nghĩa là viết tắt của Moving Picture Response Time. Tốc độ tia chớp giúp giảm thiểu tình trạng nhòe hình và làm mượt hình ảnh trong các tình huống chuyển động nhanh. Nó sẽ được tích hợp đó là công nghệ HDRI đem lại cho chúng ta là cải thiện hoàn hảo các hình ảnh này, màu sắc, độ phân giải trên từng chi tiết. Điểm thú vị ở trên màn hình này là nó trang bị một cái cảm biến tự động điều chỉnh ánh sáng cũng như màu sắc dựa vào cái môi trường xung quanh để màn hình chúng ta có thể thích hợp với lại cái mắt người nhìn trong quá trình chúng ta chơi game hay sử dụng các cái tác vụ khác. Bên cạnh đấy không thể bỏ qua một công nghệ đó là FreeSync. Đây là một trong những công nghệ giúp xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng xé hình trên các trò chơi mang tính chuyển động nhanh. Nó sẽ có trang bị chúng ta là hai loa 2.5W và một bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số với 3 mức tùy chỉnh âm thanh. Bạn có thể lựa chọn cài đặt âm thanh phù hợp với từng hoàn cảnh. Được khai thác từ các khía cạnh giữa âm học và tâm lý học, hệ thống loa Trevolo tạo nên những bức tường âm thanh khiến người dùng có thể hòa nhịp với từng khung hình sống động. Và bên cạnh đấy chúng ta sẽ còn có các phụ kiện khác đến từ Thermaltake. Ví dụ như mọi người sẽ có một chiếc chuột chơi game là Argent M5 RGB, hay là mọi người sẽ còn có một sản phẩm tai nghe ở đây, đó là mã Argent H5 Stereo. Và cuối cùng chúng ta cũng sẽ tiếp tục là một cái dòng sản phẩm Argent khác, đó là bàn phím K5 RGB. Và như vậy các bạn thấy đây, toàn bộ các cái sản phẩm mình muốn chia sẻ đến với mọi người thì rất là ấn tượng đúng không ạ? Wow, anh Vinh cũng am hiểu về đồ công nghệ quá nhỉ? Biết nhiều hơn chú là cái chắc. À thế à? Ừ. Thì bây giờ em có một thử thách khác khó hơn dành cho anh. Ôi giời, nhạc gì anh nhỉ? Hỏi sai đáp sai. Để đáp trò này mà, bây giờ chú hỏi hay là anh hỏi? Tất nhiên là em hỏi rồi. Ok, chơi luôn. Trước
trước khi trở thành reviewer thì nó giống như bao người khác khi bước vào tuổi 18, là con đường đó là thi đại học. Ao ước của mình chỉ kiếm một công việc hoàn toàn bình thường sống qua ngày. Đó là lý do tại sao hồi đấy mình chọn thi vào cái lĩnh vực đó là kế toán. Vì đơn giản là bố mình làm kế toán lâu rồi, xong bảo là vào làm kế toán cho dễ xin việc. Sau đó mình bắt đầu mới bước vào đại học là công việc làm thêm của mình. Thì ao ước lúc đó chỉ đơn giản đó là làm sao có cơ hội được sử dụng càng nhiều điện thoại, tiếp cận càng nhiều công nghệ thì càng thích. Thì đối với mình là cái thời điểm 18 tuổi mấy mình trước khi trở thành một reviewer thì đó hoàn toàn đó là sống nguyện ý. Thì mình nghĩ là cái điểm đầu tiên đó là mọi người sẽ dùng từ đó là vui tính. Đối với cá nhân mình thì đấy là một trong những cái sự khác biệt của mình khi mà mình làm công việc này so với phần còn lại. Thứ hai là lạc quan. Mình cũng nhiều năm trước cũng từng có một số bên phỏng vấn mình xong hỏi. Tuy nhiên thì khi đặt ra những cái câu hỏi về những cái tình huống xấu nhất thì mình lúc nào cũng cảm thấy là hết sức là lạc quan về những cái gì mà mình đang làm, đến tương lai mình hướng tới. Và cái cuối cùng đó là mình có một cái từ đó là tham vọng. Mình bao giờ cũng sẽ có những cái mục tiêu, chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với bản thân và luôn luôn muốn hướng tới một cái gì đấy nó còn xa hơn nữa. Chắc chắn là 2 tỷ đấy phải đầu tư cho vật vờ studio rồi. Tại vì là đầu tư vật vờ studio thì biết chắc chắn nó là của mình. Nếu như không có vật vờ studio thì thực ra là mình cũng đã từng suy nghĩ đến một con đường khác, đó là trở thành một phóng viên hoặc là một nhà báo cho các đơn vị báo chí tại Việt Nam. Bởi vì đấy cũng là một trong những cái ao ước của mình. Công nghệ thì là một cái mà giúp cho mình có được ngày hôm nay và nó vẫn là đam mê của mình. Nhưng nếu mà nói đúng ra, nếu có cơ hội được làm thì mình sẽ làm các lĩnh vực khác như kiểu là du lịch chẳng hạn. Mình rất thích du lịch và có thể chia sẻ với mọi người. Thứ hai là làm về xe cộ, thì mình cũng đam mê về ô tô. Thật ra đối với lại các bạn ở đây thì có một đặc trưng đó là mọi người có rất nhiều các cái độ tuổi khác nhau. Từ 93 kéo dài thậm chí là 202 đều có, gần như không bỏ sót số nào. Thì đặc trưng của tất cả các bạn đến đây thì đều có những điểm chung. Thứ nhất là các bạn có một cái đam mê rất là lớn dành cho công nghệ. Thứ hai đó là bạn cực kỳ là phải chăm học hỏi. Bởi vì thực ra tại sao có những cái bạn rất trẻ từ 2K2, 2K3 cũng có. Bởi vì các bạn có một niềm đam mê nhưng mà các bạn chưa có cơ hội để tiếp cận nhiều với công nghệ. Thì nó giống y hệt trường hợp của mình ngày xưa, mình từ học cấp 3 mình đã rất ao ước được tiếp cận với công nghệ rồi. Vì vậy nên bây giờ có cơ hội thì mình cũng rất là tận tình giúp đỡ những bạn như thế. Nhưng mà bản thân các bạn phải có một cái sự chăm học hỏi thì mới làm được. Và cái cuối cùng đó cũng là cái sự cầu tiến. Nhiều bạn thì cũng đam mê nhưng vào đây chỉ trải nghiệm chán rồi thôi. Các bạn cũng không có một cái sự thể hiện tiến bộ rõ bậc nào. Nhưng mà những bạn ở lại thì phần lớn là có một cái sự cầu tiến là mong muốn được đi xa hơn nữa trong cái công việc này. Biến nó không chỉ thành đam mê mà thành công việc chính thức của mình. Thực ra thì mình đã mong muốn trở thành là một người truyền cảm hứng cho các bạn khác từ rất lâu, trong một cái quãng thời gian rất dài sau khi mình làm được khoảng 4 năm. Hiện tại mình làm trong lĩnh vực này được khoảng 10 năm rồi. Thì mình thấy rằng là ao ước của mình lúc nào cũng là sẽ tìm một bạn giỏi hơn mình. Đấy mới là cái cốt lõi là mình hy vọng sẽ tạo ra những cái bạn reviewer khác, training cho các bạn sẽ giỏi hơn mình và tiến xa hơn nữa. Bởi vì mình cảm thấy rằng là cái công việc này nó quá mới tại Việt Nam. Các bạn rất hay hỏi là em học gì trở thành reviewer, nhưng hoàn toàn không có trường lớp nào đào tạo các bạn thành như vậy cả. Vì vậy nên mà mình muốn truyền cảm hứng cho các bạn là cái công việc này nó không phải là một cái công việc tạm bợ mà có thể biến thành một cái gì đó rất là ý nghĩa đối với cá nhân các bạn. Mà cái cốt lõi đó là tại sao mình muốn truyền cảm hứng. Bởi vì reviewer từ ẩm thực, ăn uống, du lịch, thời trang thì các bạn sẽ tạo ra một giá trị để giúp cho người dùng là có thể mua được sản phẩm phù hợp với mình, để lại cái gì đó cho văn minh nhân loại, kể cả sau này mình có ra đi thì ít nhất có giúp ích cho loài người. Và cái cuối cùng đó là sau này muốn làm như là một doanh nhân chẳng hạn. Thì thực ra mình thấy rằng là cái cốt lõi mà nếu mà muốn thành công hơn nữa thì vẫn phải có tiền. Thì chỉ có làm doanh nhân thì mới có tiền thôi. Rõ ràng là con người ta phải thay đổi theo thời gian. Thì cái thời điểm đấy và những cái gì ao ước của mình thì mình đều đã đạt được rồi. Và với số nguyện ý bây giờ thì mình lại không quá hướng nhiều về công nghệ nữa, mà mình muốn hướng nhiều về bản thân hơn. Tại vì toàn bộ quãng thời gian là 10 năm mình làm cái công việc này, mình dành rất nhiều những cái gì mà mình có, gọi là cả thanh xuân ấy, dành cho công nghệ. Mình cảm nhận được cái sự thay đổi rất nhiều. Nhưng mà sau đó quay trở lại thì bây giờ mình lại thấy thiếu, đó là không có bạn bè nhiều. Về cái thời điểm mà đang học đại học thì mình lao đầu vào làm việc để tiếp cận với nhiều sản phẩm công nghệ, thì các bạn lại vừa đi học và vừa vui chơi với nhau. Thì bây giờ đến khi quay trở lại thì mình lại không có quá nhiều bạn bè thân thiết. Và cũng như đây cũng là cái lúc mà mình quay trở lại để dành thời gian cho gia đình.
thì cũng như mình nói là sống nguyện ý, là thực ra mình cũng có sự rất là hài lòng đối với công nghệ, chính là việc giúp cho mình có thể kết nối với gia đình và tuyệt vời hơn. Hay là đơn giản là bố mình hay mẹ mình cũng mua một chiếc máy tính bảng hay laptop để cho các cụ ở nhà là có thể xem bóng đá này, hay là mẹ mình rất hay thường xuyên đọc báo thì những cái đấy mình mua cho phụ huynh ở nhà có thể sử dụng. Hay là bố mới mua một chiếc ghế massage cũng là cải thiện về sức khỏe chẳng hạn. Thì sống nguyện ý đối với mình ngay thời điểm này nó sẽ không còn phải là kỳ vọng là việc là mình sẽ tiếp cận nhiều sản phẩm công nghệ hay là sẽ có cơ hội là được đi đây đi đó trên tay sản phẩm mới, mà nó đơn giản chỉ là có công nghệ ở bên cạnh hỗ trợ mình để có một cuộc sống tốt đẹp hơn và cũng như là dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Mình là một người mà lúc nào công nghệ bủa vây xung quanh mình, gần như là 24/24 là chúng ta không rời điện thoại. Bạn có một cái nhưng mà mình có tới 4-5, thậm chí có lần lên tới 10 cái lúc nào cũng phải vây quanh mình để trải nghiệm, sau đó để sử dụng. Thì mình thấy rằng là nếu có cơ hội chúng ta hãy dùng ít nhất một thời gian trong ngày hoàn toàn không sử dụng tới công nghệ để có thể cảm nhận được cuộc sống có và không có như thế nào. Nhưng mà mặc dù công nghệ đóng vai trò là cực kỳ quan trọng thì dù sao hãy sử dụng công nghệ để phục vụ mình, chứ đừng biến mình thành một người phải đi phục vụ ngược lại công nghệ. Đối với mình, sống nguyện ý vào thời điểm hiện tại đó chính là việc là trong một cái thế giới hàng loạt các sản phẩm công nghệ thì chúng ta có thể nhờ công nghệ kết nối với những người ở xa như bố mẹ mình là ở quê. Và mọi người thấy là công nghệ có mặt ở khắp nơi mà, nhưng ngay ở phía sau mình đấy, mọi người đang làm việc với những chiếc laptop, những chiếc PC, làm việc hàng ngày, và tất nhiên cũng từ đó kiếm thêm thu nhập cho mọi người. Và đặc biệt nữa là mình cũng hy vọng sau này mình có cơ hội để tiếp cận với lại hàng loạt các sản phẩm công nghệ mới nhất.